Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cho cô chú anh chị mình hình ảnh của một con bò siêu cọp ha. Đó, một con bò siêu cọp với một con kem lứa. Đó thì con kem này nay được 7 tháng của chú anh chị. Đó thì con kem này em đo chiều cao là 1m22, 24 thì cũng quên rồi, con báo đại 22 đi. 1m22. Còn con này thì 1m14. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để trên màn hình ha. Đó, con kem này thì nay được 7 tháng nè, trứng 7 tháng luôn. Đó, xương sóc nè, móng thì móng sò nè, cùm đứng thẳng. Đó, lông nhuyễn da sát. Đó, nhưng đầu có sừng của chú chị. Đó, hai chân trước nè. Thấy không? Xương sóc thì cũng to ha. Nó làm đây hết tướng bò đó. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để trên màn hình. Đó, tướng tá lực lạc nè, thấy chưa? Đó, xương sóc cù giái nè. Đó thì con bò này anh chủ nhà muốn bán với giá là 30 triệu. Đó, nếu cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để em để trên màn hình nha. Thân lưng nè. Đó, dài nè, cô chú nhìn, cô chú chị em nhìn kỹ ha. Đó, thấy dài với đùi nữa nè, thấy dài đứt bằng nhau không? Đó, thấy dài đứt không? Đó, thấy lần không, dài đứt bằng nhau ha. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để màn hình. Đó thì nói chung thì bò này thì bò lứa bò này cô chú chị, đó 7 tháng cứng 7 tháng rồi đó. Đó, thấy không? Xương sóc tướng tá nè. Đó, chiều cao 1m20 mấy, từ 22 tới 24 của chú chị. Nãy em đo cái nằm trong cái lụng đó mà em quên rồi. Đó thì nói chung thì bò thì mình đo cũng xê xích phân hay phân thì cô chú chị mình cũng thông cảm ha. Đó, còn rồi còn con cọp siêu cọp đây, đứng cái tướng này nè. Để ra cây con đứng cái tướng kỳ vậy, dài đầu như thế vậy nha. Ê. Đó, đó chú anh chị, đó, tướng con cọp này thì khỏi nói rồi. Đó, mặt rắn đầu bự nè, tích nè. Đó, sân lưng dai lực ha. Đó, dai đít nè, cô chú chị nhìn kỹ nha. Đó, dai đít nè. Đó, thấy dai nở không? Đó, lấy hết tướng nè. Đó, thấy chưa? Đó, đầu thì đầu tụi, dậu yếm không? Đây, sọc cọp hết. Đó, con bò này anh chủ nhà muốn bán với giá là 25 triệu. Đó, thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để cho mình nha. Đó, con cọp hiện nay được 6 tháng bò. Đó, móng thì móng sò, xương sóc thì to nè. Đó, chiều cao 1m14. Thấy đầu trụi không? Đầu thì đầu trụi ha. Đó, cọp cọp hơi dai nè. Đó, chú chị thấy không? Dai lực không? Đó, thấy hết tướng bò đó. Đó, lực lạc. Con bò này có giá là 25 triệu. Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để trong hình. Nè, xương sóc to. Đó, cùm đứng thẳng nha. Móng thì móng sò. Cu giái hoàn thiện. Không có bị rổ xe là xuống lúng xuống ruột gì ha. Đó, mới phớt lại nhét quá. Đó, cô chú anh chị. Nó. Tướng bò đó. Thấy không? Tướng tá là cổ vắng nè. Đó, mấy con này thì nữa nó mang cái lượng thịt nó cũng nhiều của chú anh chị. Đó, thấy cổ không? Đó, thấy chưa?
đó, siêu cọp. Rồi thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại để cho mình nha. Đó, con bò này có giá là 25 triệu, đó, thấy không, chúng ta khỏi chơi. Thấy tướng không, đó, cái nhìn đã không, thấy hết tướng bò thì cô chú anh chị xem á. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua con bò này thì cứ liên hệ số hợp em để cho mình ha. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện em, nhắn tin số chủ nhà cho cô chú anh chị điện trực tiếp ha. Đó, đích đích khu đích nở dài nở ha. Còn anh kem nè, đó anh kem này thì 7 tháng nè. Còn anh kia kìa, thấy chưa, lứa bò đó. Đó, con này có giá là 30 triệu. Đó thì bây giờ mình tính đi thì bò 5 tháng 5 tháng mấy thì cũng có giá 27-28 triệu, 26 triệu rồi. Đó thì con bò này nay 7 tháng mấy nè, 7 tháng mấy gì đó. Nó nhưng mà con này thì nó ú vậy nè, mập được lạc nè, đít nè. Đó, thấy chưa. Đó, hai con. Đó, siêu cọp này thì có giá là 25 triệu. Đó, chú chị thấy không, đứt không, nó dài ra thấy nhìn đã không, chất lượng đỏ tươi ha. Đó, lưng nè, đứng cái giọng này. Đó, khổ kênh 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 luôn chú chị, thùng dạo nè, thấy không. Đó, lấy hết nè, xương sóc thì to ha. Đó, cọp này thì xương sóc to nè. Nó hai con này thì đều xương sóc to, móng là móng sò đó. Chân cẳng này không, không bị ốp xe hay là xuống lúng xuống ruột gì. Đó, cái đầu, cái mặt chứ. Hay cái lưng. Nói chung thì bò mình nuôi vô béo cũng không cần khá thích gì của chú anh chị ơi. Đó thì của chú anh chị nào muốn mua hai bò này thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó, muốn mua một con thì bán luôn một con, muốn mua hai con thì bán hai con. Đó thì nói chung giá này thì chốt luôn, không còn thương lượng nữa nha cô chú anh chị. Nói chung là đực giờ là hiện ở Bến Tre với em là đực hiếm lắm, tại vì có mấy anh miền ngoài vô bắt quá rồi nên biết không hết bò luôn cô chú anh chị. Thì lớp nè, bà con ở ngoài bắt nuôi nữa, nuôi vỗ béo đó, thấy không, tôi sơ lược kỹ lên lần nữa cho cô chú chị mình xem kỹ nha. Đó, đó thấy không, chân móng đó, chuồng kia có con bò mới có 3 tháng dắt mấy ngày ra cái nó rống rống bà cố luôn qua đây. Nó kéo ra khớp của cô chú anh chị, nó thường thường mấy con bò mới khớp như vậy, dây tử vậy, nó thấy không. Ngoài kia đây, ngoài kia, nó thấy hấp tướng mình đưa xem nè, thấy không, tướng dài đòn nè, hả, đầu nè. Con đực này cho em một cái xương sóc nè, đó xương sóc cũng to ha, lông nhuyễn da sát, lông nhuyễn ngừ luôn cô chú chị. Đó, hình bông bóm, xương đùi rồi nè. Rồi thì hình ảnh về giá cả của hai bò này em cũng có cập nhật cho cô chú chị rồi. Đó, bây giờ em xin kết thúc video ha, xin chào cô chú chị.